Mến chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin của Lê Cần News. Thu Quyền rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Chiếc ô tô phóng như mũi tên trong màn đêm, vượt mặt loạt phương tiện khác đâm sầm vào thành cầu ở ngã rẽ. Cú va chạm khiến lan can vỡ tung, chiếc ô tô bay lên không trung rồi rơi ra khỏi cầu. Khoảnh khắc khiến ai xem cũng lạnh hết cả người. Theo thông tin cho hay sự việc xảy ra trên một cây cầu ở thủ đô Bangkok, Thái Lan và toàn bộ sự việc đã được camera hành trình trên một ô tô ghi lại. Từ đoạn clip được công bố cho thấy, lúc này trời đã tối, một chiếc xe sub từ phía sau chạy tăng tốc vượt lên trên các phương tiện khác, trong đó có cả ô tô gắn camera. Tuy nhiên khi đến ngã rẽ, chiếc xe sub dường như muốn đi vào hướng bên trái nhưng không hiểu lý do vì sao tài xế lại đâm sầm vào hàng rào trắng ở giữa, lan can cầu bị tác động lực lớn, vỡ tan nát. Chiếc xe súp thì cũng vì cú va chạm mạnh mà bị hất lên cao rồi rơi ra khỏi cầu đáp xuống đất. Cực kỳ may mắn là hai người trong xe không thiệt mạng, họ được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Và tất nhiên chiếc ô tô bị tàn phá nặng nề, tại hiện trường có nhiều mảnh vỡ, đặc biệt là phần cản trước của xe Khoảnh khắc chiếc ô tô bay lên cao, rơi ra khỏi cầu, khiến những người chứng kiến tận mắt lẫn xem qua đoạn clip đều kinh sợ. Sau đây là một vài bình luận đáng chú ý được cư dân mạng để lại sau khi xem qua đoạn clip. Trong đêm tối mà tài xế chạy như bay, thế thì chịu rồi. Lần đầu tiên xem cảnh này bay ra khỏi cầu luôn, thật đáng sợ. Người trong xe vẫn sống sót, chứng tỏ họ cực kỳ phước đức. Xem video mà hãy dùm. Người đàn ông bóc phét rằng bản thân có thể đưa hai container thực phẩm từ Hải Phòng về Cao Bằng. Sau đó, đối tượng lấy của người dân hơn 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Bắt đối tượng trốn truy nã lừa đảo hơn 1 tỷ đồng Ngày 12 tháng 10, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa bắt giữ thành công Bùi Thế Hữu, sinh năm 1981, quê Hương Yên. Hữu là đối tượng bị công an truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 18 tháng 8 năm 2021, Công an tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận đơn trình báo của chị Đinh Tuyết Lan, sinh năm 1986, trú Cao Bằng về việc bị Bùi Thế Hữu lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng. Quá trình điều tra xác định cuối năm 2020, chị Lan có nhu cầu nhập thực phẩm nội tạng trâu bò. Qua mạng xã hội, chị Lan quen biết với Bùi Thế Hữu cùng hai người đàn ông khác. Sau đó được ba người này dẫn đi xem hàng tại Hải Phòng. Tuy nhiên do hai bên không đạt được thỏa thuận, giao dịch của chị Lan với chủ hàng không thành công. Đến ngày 4 tháng 1 năm 2021, dù không biết gì về hai container thực phẩm tại Hải Phòng, Bùi Thế Hữu đã gọi điện đưa ra thông tin gian dối để thỏa thuận với chị Lan để mua hàng, đồng thời nhiều lần yêu cầu chị chuyển tiền. Sau khi nhận được hơn 1 tỷ đồng, Hữu mang đi trả nợ và chi tiêu cho cá nhân, đồng thời bỏ trốn khỏi địa phương căn dinh thự khủng 850 phòng, chi phí xây dựng 9.000 tỷ khiến ai thấy đều choáng ngợp. Có lẽ ai đã từng tới Quý Dương, Quý Châu, Trung Quốc thì sẽ không thể không biết đến dinh thự trắng khổng lồ, xa hoa nổi tiếng tại đây. Cô nàng TikToker Phương China đã có dịp ghé thăm và chia sẻ về trải nghiệm của mình. Được biết đây là nhà riêng của một gia đình có hai anh em nằm ở tỉnh Quý Châu. Vì vùng đất này được đánh giá là địa phương nghèo nhất Trung Quốc, nên căn dinh thự xa hoa hiếm thái này lại càng thu hút sự chú ý hơn nữa. Diện tích để xây dựng bằng 5 tòa nhà chung cư to, chi phí hết 2,7 tỷ nhân dân tệ, tương đương 9.000 tỷ đồng Việt Nam. Những căn nhà nổi tiếng khác của giới nhà giàu ở Thượng Hải hay Thâm Quyến thực sự chưa là gì so với căn dinh thự này. Tòa nhà có 12 tầng, tựa vào ngọn núi, tạo thế vững chắc và cũng là thế đẹp về phong thủy với kiến trúc nguyên Nga kiểu châu Âu. Đây tựa như một tòa lâu đài được mệnh danh là Nhà Trắng Quý Dương hay còn gọi là Bạch Cung. Nghe nói nếu hai vợ chồng mà cãi nhau vợ giận dỗi qua phòng khác ngủ thì ông chồng mất cả tháng mới tìm được vợ. Hay là có cô lao công với chú tài xế của gia đình mến nhau nhưng cuối cùng phải chia tay vì không chịu nổi cảnh yêu xa. Được biết tầng của một căn dinh thự được gia chủ mở cửa cho du khách tới xem triển lãm thường xuyên. Người đến đây thưởng tranh thì ít mà tò mò về cuộc sống của giới thượng lưu thì nhiều. Hóa ra tình tiết trong phim ngôn tình như là nữ chính bị tổng tài ép hôn, chạy trốn mãi mà không thoát khỏi căn nhà hoàn toàn là có thật. Chẳng qua là vì nghèo nên chúng ta mới không tin ngôn tình mà thôi. Hiện trường xe đầu kéo đâm sập dài phân cách, la vào nhà dân ở Vũng Tàu. Tin cho hay, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 13 tháng 10, xe đầu kéo kéo theo rơ móc do nam tài xế điều khiển lưu thông trên đường 30 tháng 4 hướng từ ẻo ông Từ về ngã ba đường mới thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Khi đến trước số 795 đường 30 tháng 4, chiếc xe bất ngờ đâm và tông sập khoảng 10 mét dài phân cách cứng giữa đường, rồi lao sang căn nhà 716 đường 30 tháng 4 phía đối diện. Tại hiện trường, một phần trước căn nhà số 716 bán đồ gia dụng đổ sập, tôn xà gồ, gạch nằm ngổn ngang. Trong khi đó, xe đầu kéo bị vỡ hư hỏng nặng. Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng, nhưng may mắn không ai bị thương. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc. Hai biển số tư quý 6666 và 8888 trùng đấu giá tiền tỷ. Sáng ngày 13 tháng 10, trong loạt 40 biển số xe ô tô con lên sàn lúc 8 đến 9 giờ, hai biển chứa giải số tư quý được những người mua chốt các mức giá khá cao. Cụ thể 51K78888 thành phố Hồ Chí Minh trung giá với 1,96 tỷ đồng, 61 k 26666 Bình Dương được chốt ở mức 1,265 tỷ đồng. Đáng chú ý, phiên đầu giá đầu giờ sáng ghi nhận hàng chục biển số có mức trùng đầu giá trong khoảng 400 triệu đồng đến hơn 900 triệu đồng. Điển hình như biển 51K 96969 910 triệu, 36A 98989 và 30K 55888 865 triệu, 30K 56668 805 triệu, 30k 55999 708 triệu. Ngoài ra khung giờ 8 đến 9 giờ sáng nay, không có tài sản nào bị chốt giá không đồng. Theo nghị quyết 73-2022 của Quốc hội và các quy định hiện hành, tổ chức cá nhân trùng đấu giá biển số ô tô phải nộp toàn bộ số tiền trùng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả. Ngoài ra, nếu người trùng đấu giá không nộp đủ tiền trong thời hạn quy định, thì kết quả đấu giá sẽ bị hủy, biển số xe cũng được đưa ra đấu giá lại còn số tiền đạt trước 40 triệu đồng không được hoàn lại và sẽ nộp vào ngân sách nhà nước. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt vừa đề nghị công ty cổ phần Khải Vi, chủ đầu tư dự án khách sạn năm sao Merboro Đà Lạt Hotel số 1 Hùng Vương, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, ngừng thi công công trình để xử lý những vi phạm về xây dựng tại đây. Khách sạn lớn nhất Đà Lạt xây lố gần 4.500m2 rồi xin điều chỉnh giấy phép. Cụ thể, theo giấy phép xây dựng số 24 cấp ngày 23 tháng 2 năm 2021 cho dự án tầng hầm 2 được xây dựng diện tích sàn 5.806m2 nhưng thực tế thi công đến 7.092m2. Tầng hầm 1 được cấp phép diện tích sàn 5.777m2 nhưng xây dựng thực tế 7.092m2. Tầng 1 được cấp phép xây dựng sàn 3.612m2 nhưng thực tế xây dựng 4.567 m2, đang thi công sàn mái diện tích 900 m2 nhưng không có trong nội dung giấy phép xây dựng. Như vậy, tại tầng hầm 2, chủ đầu tư xây dựng vượt phép 1.286 m2, tầng hầm 1 vượt phép 1.315 m2, tầng 1 vượt phép 955 m2 và sàn mái diện tích 900 m2 không có trong giấy phép xây dựng. Ngoài yêu cầu dừng thi công, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đề nghị công ty cổ phần Khải Vi liên hệ cơ quan chức năng lập hồ sơ điều chỉnh giấy phép xây dựng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vào tháng 9 năm 2023. Trường hợp không được cơ quan chức năng cấp giấy phép điều chỉnh thì phải tháo dỡ những hạng mục không đúng theo giấy phép xây dựng đã cấp. Dự án khách sạn Marlboro Đà Lạt Hotel đang là công trình khách sạn lớn nhất và cao nhất tại thành phố Đà Lạt, đã gần hoàn tất xây dựng. Dự kiến khi đưa vào hoạt động thì khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao với 402 phòng lưu trú cùng nhiều dịch vụ cao cấp đi kèm. Theo tìm hiểu, ngày 18 tháng 8 năm 2023, công ty cổ phần Khải Vi có văn bản xin điều chỉnh thiết kế dự án Marlboro Đà Lạt Hotel ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ký văn bản thống nhất chủ trương điều chỉnh thiết kế. Theo đó, tầng hầm 2 được điều chỉnh tăng diện tích, tầng 9 được điều chỉnh công năng sang phòng gym, quầy 3, tầng 10 giảm từ 15 phòng xuống 9 phòng, tầng 10 điều chỉnh mở ô thông gió chiếu sáng kết hợp mái che. Người phụ nữ chết tức tưởi dưới tay kẻ sát nhân vì bao thuốc lá Theo hồ sơ vụ án, sáng ngày 24 tháng 5 năm 2014, sau hàng chục cuộc gọi không thể liên lạc được, người thân đã tới cửa hàng, cũng là nơi ở của bà Phương Thị Sa, sinh năm 1961, trú thành phố Bắc Hà. Nơi bà Sa ở là dãy nhà cấp 4 cũ kỹ, lụp sụp đi thuê lại. Khi tới nơi, mọi người phát hiện thi thể bà Sa bị nhét trong gầm giường với rất nhiều vết thương. Quá trình xác minh nhân thân của nạn nhân được biết, bà Sa từng có gia đình riêng nhưng đã ly hôn. Một mình bà thuê dãy trọ nhà cấp 4 để kinh doanh gạo, kết hợp buôn bán tạp hóa. Nạn nhân được đánh giá là người hiền lành, ít va chạm, xích mích với những người xung quanh. Bằng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc các đối tượng tình nghi, cơ quan công an nhận thấy nổi lên là Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1990, trú thành phố Bắc Giang. Toàn là đối tượng không có công an việc làm ổn định, nghiện game online và từng có thời gian phải đi cơ sở giáo dưỡng. Ngày 17 tháng 6, sau khi đổi chiếu dấu vân tay thu được tại hiện trường, cơ quan chức năng khẳng định Toàn chính là nghi phạm nên đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp. Quá trình khám nhà đối tượng, Công an thu giữ một điện thoại di động, một ví nữ và giấy tờ tùy thân của chính bà Phương Thị Sa được cất giấu ở rãnh nước phía chuồng gà. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Toàn đã phải cúi đầu nhận tội. Toàn khai, khoảng 13 giờ ngày 23 tháng 5, đối tượng tới cửa hàng của bà Sa để mua nước đá. Tại đây, Toàn bị nạn nhân đòi tiền bao thuốc lá trước đó mua chịu. Trong lúc lời qua tiếng lại, bà Sa đã khiến Toàn nổi điên. Đỉnh điểm, Toàn đẩy ngã bà Sa và dùng kéo đâm liên tiếp vào nạn nhân. Nhận thấy bà Sa đã tử vong, Toàn bình tĩnh lấy quần áo nạn nhân, lau các vết máu, kéo xác đẩy vào gầm giường, rồi rửa chân tay sạch sẽ. Trước khi rời hiện trường, Toàn đã lấy chiếc ví bên trong có 400.000 đồng và một số giấy tờ tùy thân cùng điện thoại di động của nạn nhân. Số tiền lấy được, Toàn đã tiêu hết vào việc cá nhân. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo án trung thân. Nổ là phó giám đốc chiếm đoạt 32 tỷ đồng, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Vũ Thị Thu Hương, sinh năm 1973, trú thành phố Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2021, Hương đã nói dối bạn học đại học rằng mình là phó giám đốc phụ trách đầu tư của tập đoàn TH, phó tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Hà Nội. Hương được giao huy động tiền góp vốn vào các dự án của tập đoàn TH, ai tham gia sẽ được hưởng lãi suất cao. Tin tưởng lời đối tượng, một số người bạn của Hương đã ký hợp đồng góp vốn và vay vốn, tổng số tiền Hương nhận là hơn 32 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Hương không đầu tư vào tập đoàn TH mà bỏ trốn. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 25 tháng 4 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can Vũ Thị Thu Hương với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 22 tháng 8 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Vũ Thị Thu Hương. Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội cơ quan công an nơi gần nhất, tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin công an thành phố Hà Nội, yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Xử lý nghiêm giáo viên tác động vật lý làm học sinh gãy ngón tay. Chiều ngày 12 tháng 10, tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh và phát triển kinh tế, ông Hồ Tấn Minh, Tránh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã nêu quan điểm về vụ việc giáo viên ở trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Tân Bình, bị phụ huynh tố đánh gãy ngón tay học sinh. Theo tránh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đây là vụ việc gây ra dư luận không tốt đối với ngành. Quan điểm của sở, sự, sự việc trên dù vô tình hay cố ý, thì hành động của cô giáo đã không nằm trong quy định về chuẩn mực của môi trường sư phạm nhà trường. Hiện sở đã yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình phối hợp với hiệu trưởng nhà trường xử lý nghiêm và tổ chức kiểm điểm, đưa ra hình thức xử lý kỷ luật trong khuôn khổ xử lý đối với viên chức giáo dục. Ông Minh nêu quan điểm, Ông Minh cho biết thêm, sự việc xảy ra từ ngày 4 tháng 10, quá trình trao đổi và xử lý của nhà trường đã làm theo quy định. Tuy nhiên, thông tin giữa nhà trường và phụ huynh còn chưa thông nên dẫn đến sự việc hiện nay. Trên thực tế, hiệu trường nhà trường đã tiến hành đình chỉ với cô giáo không cho giảng dạy. Theo yêu cầu của phụ huynh, nhà trường cũng đã cho học sinh chuyển sang lớp khác để đảm bảo vấn đề tâm lý cho học sinh. Nhà trường đã lập hội đồng kỷ luật để tiến hành đánh giá, tổ chức kiểm điểm và xem xét hình thức kỷ luật đối với giáo viên, cô giáo đánh học sinh gãy ngón tay. Ông Hồ Tấn Minh nói, trước đó ngày 11 tháng 10, chị Võ Thu Thủy, phụ huynh của em Minh Khoa, học sinh lớp 1, trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, vừa tố cô giáo chủ nhiệm là Nguyễn Thu Sương đánh gãy tay con mình. Vụ việc ngay sau đó được dư luận quan tâm, cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ. Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế tại giải Gaza hôm ngày 12 tháng 10 cho biết tình hình nhân đạo tại vùng đất này hiện là cực kỳ tồi tệ hệ thống các bệnh viện và cơ sở y tế tại đây có nguy cơ sớm trở thành các khu nhà mồ vì sự thiếu hụt trầm trọng cả nguồn nhân lực lẫn thiết bị y tế, thuốc men, trong khi số người bị thương liên tục gia tăng. Nguồn y tế Palestine tại giải Gaza đêm qua cho biết tổng số thương vong trong các cuộc không kích không ngừng nghỉ từ sáng ngày 7 tháng 10 của đội quân Israel vào Gaza đã lên đến khoảng 7.600 người, trong đó hơn 1.400 người chết. Chỉ riêng ngày hôm qua, các cơ sở y tế tiếp nhận khoảng 200 người chết và 500 người bị thương. Số thương vong quá lớn khiến toàn bộ các cơ sở y tế tại Gaza rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế đánh giá tình hình nhân đạo tại Gaza là tồi tệ nhất kể từ khi cuộc chiến tranh năm 1967. Theo tổ chức này, sự thiếu hụt trầm trọng cả về nhân lực, thiết bị và thuốc men khiến cho các cơ sở y tế tại Gaza có nguy cơ sớm trở thành các khu nhà mồ thực sự. Theo truyền hình Al Jazeera, tổng lượng bơm đạn quân đội Israel rút vào Gaza trong 6 ngày qua lên đến 4.000 tấn. Các cuộc không kích và pháo kích không ngừng nghỉ của quân đội Israel đã phá hủy hàng trăm công trình, nhà cửa, đường xá, nhà thờ tại đây. Không chỉ bị oanh tạc dữ dội, vùng đất với khoảng 2,3 triệu dân này đã bị cắt hoàn toàn nguồn cung điện, nước, nhiên liệu và lương thực. Từ đầu chiến sự đến nay, chưa có bất kỳ chuyến hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế nào đến được với giải Gaza do toàn bộ các lối vào đã bị hơn 100.000 quân Israel cùng hàng trăm xe tăng, xe bọc thép khóa chặt. Trong một tuyên bố hôm qua, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nhấn mạnh, những gì đang diễn ra tại Gaza là tội ác chống lại loài người. Về phần mình, phát biểu trước Quốc hội Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định người Israel đang đứng trước lựa chọn giữa sống hoặc chết và cuộc chiến mà quân đội Đức này đang tiến hành phải kết thúc bằng việc hủy diệt phong trào Hồi giáo Hamas. Giảm giá hàng loạt, nhưng thị trường xe máy Việt Nam vẫn ảm đạm. Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam VAMM mới đây đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2023. Theo đó, tổng số xe máy tiêu thụ tại thị trường Việt Nam của năm hãng lớn nhất gồm Honda, SYM, Piazzo, Suzuki và Yamaha là 610.635 xe. Như vậy, tính cho tới hết tháng 9 năm 2023 thì đã có tổng cộng 1.834.249 xe máy được bán ra tại thị trường Việt Nam bởi các thành viên của VAMM. Con số này đang phản ánh tình trạng tiêu thụ xe máy đang giảm sút so với năm 2022, bởi lẽ ở cùng kỳ năm ngoái, tổng lượng xe máy tiêu thụ đã đạt gần 2,2 triệu xe máy, Do đó, để đạt được doanh số của năm 2022, 3.003.160 xe, thì các thành viên của VAMM phải bán được hơn 1,2 triệu xe ở quý còn lại của năm 2023. Tuy nhiên, con số này dường như bất khả thi, hoặc dù quý 4 thường là quý có doanh số tốt nhất cả năm. Hiện tại, giá bán các dòng xe máy trên thị trường đều đang ở mức khá rẻ so với mọi năm. Nhiều dòng xe vốn nằm trong danh sách hot đều đang chỉ tranh khá ít so với giá niêm yết. Đơn cử mẫu SH125i vốn luôn cao hơn giá niêm yết từ 10 đến 15 triệu đồng thì hiện tại chỉ trên khoảng 1 đến 3 triệu đồng. Không chỉ các đại lý hạ giá các dòng xe máy bán ra mà các nhà sản xuất cũng tích cực tung ra các chương trình khuyến mãi tặng quà với người mua xe để kích cầu. Chính vì thế, đây có thể nói là thời điểm rất tốt cho người dân để mua xe mới những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi mến chào và hẹn gặp lại